Chào mừng quý vị khán giả thân yêu đang trở lại với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow. Ngay bây giờ sẽ là tiểu phẩm. Không biết ở đây các bạn đã từng coi tiểu phẩm nào trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu hay là chưa? Chưa. Em chưa. Em rồi, xem coi. Em coi rồi. Rồi. Thế thì, thưa quý vị, tiểu phẩm ngay sau đây rất vui và nhộn nhịp. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Gửi tiền về cho má là được rồi. Tháng trước gửi hơi ít nha. Gửi 20 triệu má xài không đủ. Cho nên là tháng sau gửi cỡ 30-40 gì đi mày. Thì má đi quậy với mấy đứa bạn chứ đi đâu đâu má. Thôi thôi được rồi, không cần về thăm má ha. Cứ gửi tiền về cho má đều đặn là được. Ở đây má cũng đầy đủ, không thiếu thốn gì hết trơn. Rồi vậy nha. Rồi. Chà, tình ơi, ta nói hả, trồng cây khí ha, thì ta lo ta trồng bên đất nhà mình đi. Không, một hai phải chỉa cành, chỉa lá, chỉa trái qua nhà người khác mới chịu cho nổi. Thuốc già mà không ưa được. Ta nói hàng xóm láng giềng gì đâu mà mệt mỏi. Nói hoài mà thiệt lì dế sao lì. Không bao giờ nghe hết trơn hết trời. Nè. Khí nè. Hồi nay mình cũng tích ra ăn khí đã vàng. Ăn uống được khí gì đâu mà trồng hoạch. Dương vàng tan. Thứ không biết điều. Không biết điều. Nổi điên. Ê, bà già ở đây. Bà làm gì vậy? Làm gì? Bà làm gì mà quăng khế tùm lên vô nhà tôi ta? Hồi đó ra là ăn khế trả vàng, còn tôi không ăn khế tôi trả lại nhà ông. Nè, tôi chưa nói cái chuyện không rồi tôi mất mấy trái khế nha. Nè, xin lỗi à, có đói cũng không có lụm khế ông ăn nha. Khế gì đâu, chua lè. Ê, khế chua mà khế có giá trị nha. Tôi cho bà biết nha. Có khế thì ăn đại đi, ăn giật ăn lén gì ăn đi. Bà đặt làm eo, mấy bút đói chết không có cái để ăn. Nè, xin lỗi à, nói cho ông biết làm sao có chuyện tôi đói chết được. Con của tôi á là đi nước ngoài, ha, là ở bên Pháp, bên Ý đồ. Nó gửi về tiền tôi là tiền đô, cọc cọc. Ủa, con bà ở bên Pháp hả? Chứ gì? Qua ở đỡ bệnh hả? Dạ, anh nói đẹp rồi á. Nè, bác sĩ ở bên Mỹ, con trai tôi. Bác sĩ bên Mỹ làm gì? Chích heo hả? Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bên Mỹ. Rồi sao? Trời ơi, con gái làm người mẫu bên châu Âu. Trời ơi, nói chuyện phải để ta tin ông ơi. Ta nói cái giò ông chưa tới một thuốc không nói ông làm người mẫu. Ở đâu ra? Bởi thì biết cái gì gọi là lai phấu giống. Phấu giống gì? Tôi không cao, nhưng mà mẹ nó cao. Cỡ bà đứng tới nách bà. Tôi đứng tới nách bà mà tới cửa ông hả? Đứng già không ưa nổi. Sớm ăn nghiệp gì đâu á mà cứ ở sát bên cho già thiệt. Tao nói mày bao nhiêu lần? Về. Tao nói mày bao nhiêu lần? Mày mập, mày mập ở nhà mình đi. Mày mập qua bên nhà quỷ sứ quỷ yêu rồi không mày mập chi? Nè, nói ai quỷ sứ quỷ yêu? Ê. Hả? Ông nói quỷ sứ nè, bây giờ thiệt. Là tôi tỉa, tôi quăng hết nha. Ê, tôi báo chính quyền á. Báo đi, rồi tôi cho người tới chặt cái cây khế này luôn. Cái gì không? Chặt cái khế nè. Mà chặt nó đi, dòng họ mà còn sống không? Ông Thách ơi, chứ ông Thách con này là ông sai rồi. Ông chưa nghe tới tên tôi rồi. Bà tên gì? Tôi là Dạ Khùng. Người ta còn gọi là Dạ Dơ và Dạ Lầy. Ông dám ông lầy hay ông dơ bằng tôi không? Ồ, chưa nghe tên tôi hả? Tên ông là tên gì? Chính Lũ Đạn. Tôi sợ ông mà bây giờ muốn quăng không? Quăng cho ha. Nè, từ nay về sau nha, một trái khế nào mà văng vô nhà tôi là ông coi chừng. Bà nhớ ngày hôm nay những gì bà nói nha. Ờ. Bà mà còn làm ảnh hưởng tới tâm sinh lý
tuổi mới lớn của tôi. Trời ơi. Thì bà đừng trách, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi mà ảnh hưởng một lần nữa là tôi sẽ đề nghị trục xuất bà ra khỏi cái khu vực này. Trời, chắc tôi sợ à. Ghẹo lộn người rồi ấy ơi. Muốn chơi hả? Tôi chơi cho ông thấy. Để hơi để sức hát ra giao kê. Mắt giống ôn gì ngồi cự lộn với cha già đó. Mở cho lớn lên. Chỉa qua nhà ông. Chỉ cần một cái lo với cái micro thôi, tao cho nhà mày banh nóng. Vô! Lên 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 lên. Lên nóc nhà tao bắt con gà. Lên nóc nhà tao bắt con gà. Tao làm gói gà, tao ăn thịt gà, tao nấu cháo gà. Vô vô! Để mày nói cho mà nghe. Để mày nói cho mà nghe. Năm nay mày vẫn còn trẻ, mày vẫn thích đi chơi. Ông nội, âm thanh lớn. À, lớp tăng xong hả? Xin lỗi bà. Trời ơi, sợ rồi. Bà muốn gì cũng được thôi. Ủa vậy đừng hả? Đừng hát. À, vậy hả? Xin lỗi bà, tôi chỉ không làm phiền gia đình bà nữa. Đừng có hát, chịu ông nội. Trời ơi, phải vậy chứ. Cảm ơn nha. Phải ngoan vậy tới trường không? Trời, bởi tin ơi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ha, trời nó đi. Ê, ê, cô. Hát cái nhạc gì đây? Đúng rồi, remix say tình Đàm Vĩnh Hưng. Hê, hê, ok, ê cô say tình, vô. Để theo như ngã du ta buồn lang thang bước với nỗi đau với trái tim ta thật nguyện buồn nào đưa những nỗi lớn tôi sợi buồn giọt lòng ta say chưa quen đi đôi mắt ưu tư anh bắt đắm vui yêu tôi đang mê một anh buông lời em yêu đã giết ta trong một đêm si mê buồn tìm lên ta bao hoa cánh đổ rồi. Mỗi sáng mỗi tối ta đi ta say với bóng mẹ. Cả thế những nơi đau không chua cay đau không ai hay. Em yêu đã bước ta theo tình vui kia đi rồi. Mỗi giờ hút tôi tâm ta có đau buồn. Chứ con đừng là người tình si quá ngày dài. Ông lòng vỡ nát ha 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 ha. Mỗi trái tim ta thật nguyện. Biết như thế nào là karaoke chưa? Biết rồi. Ở trong còn 4-5 cái loa nữa nghe. Thôi đủ rồi. Tôi sợ rồi. Sống với hàng xóm lắm gì. Gì nha bà chóc.
bà con hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau dệt bao nhiêu trái. Tôi lại không, tôi hiểu rồi. Còn vậy hả? Trời ơi, vậy mà thằng quỷ bán lo nó nói nó bán cho tôi cái lo bự nhất. Lo này là mới mở nửa công sức rồi đó. Hết công sức nghe đã. Thôi thôi thôi, vậy là được rồi. Thôi thôi, đừng mở nữa. Già rồi mà nghe kiểu này chắc lên bàn thờ sớm. Mệt. Già rồi mình sống mà bà con hàng xóm. Người ta nói là bà con cha không bàn láng giềng gần, tối lửa tắt đèn có nhau. Rồi. Gì nha mà chống, nhìn nha mà chống. Chứ đâu phải mình thích cái gì là mình chơi karaoke mà mình chơi mà bên đây bị bệnh tim. Đâu phải tôi không có bị bệnh đó. Tôi biết rồi. Từ nay về sau tôi không có vậy nữa. Rồi ngày mai tôi sẽ kêu mấy đứa nhỏ nó mé cái nhánh này đi. Thấy không? Cho nó cái mé bên đây nó hết lá rụng xuống. À, thôi thôi để vậy cũng được, che bóng cho nó mát. Sao nói là rác rến dơ dái? Không có, giờ nó thấy nó hay rồi, mát rồi. Giờ rảnh không? Chi vậy? Hai đứa chơi bài không? Chơi luôn chứ giỡn. Sóng gió. Sóng gió chứ. Sóng gió là gì vô rồi? Sóng gió là bài Hùng Trình trên đôi cánh đây. Chứ mở đường em trong phút giây. Để tôi chạch lời. Xong cú này là quê, không có cãi lộn nữa nha. Rồi. Để tôi sửa đội hình lại. Có chưa? Từ. Rồi vô, có lời rồi. Rồi vô. Tôi qua nhà ông chơi luôn nha. Qua chơi. Rồi nhạc nhanh lên, tempo. Nhanh lên. Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn cú mơ đến khi em thở. Lòng người anh đâu có hay. Một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi tự sưng hớ. Thương em bờ vai nhỏ nhòi, đôi mắt hóa mê đèn. Trên xa mùi dạ lý hương, vươn vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, đầu trời bên mong. Anh nhớ em, nhớ ngay cả em. Chắc tao nào vậy? Ủa, không có gì. Chơi bắn á.